đã ba năm ta lìa quê xa xưa, lòng lúc nào cũng nhớ đến mẹ và thoái khăn. Nhưng sao trong giấc mơ ta thấy nàng là kẻ phụ bạc, có phải chăng đàn kia lỗi nhịp? À, nàng kia, nàng hay giáo lên những cung quen nào nùng, ta muốn được đắm hồn trong
rõ được tình đời đã đổi trắng thay đen. Người ơi, phúc phụng cầu hoàng làm sao tôi đã cho tròn bàn. Người có thấu chăng những dòng nước mắt của tôi rơi lên phim nhạc sẽ cố gắng vượt qua và hỏng con trở lại. Trời ơi, trời ơi, hình như là tiếng vọng của mẫu thân ngài đưa tiền. Không, không, tất cả chỉ là một giấc mơ, làm sao ta quên được. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sẽ về bên mẹ đây. Khỏi khăn, khỏi khăn. Phải chăng thoại khanh người vợ chung thủy Hãy
không phải là tiếng đàn giọng hát, mà là tiếng quán than từ phương trời nào giống này, hay là tiếng của người vợ hiền dâu thảo reo gọi ta mau sớm quay về. Thoại Khanh, Thoại Khanh ơi, lúc nào anh cũng nhớ đến Thoại Khanh. Nơi quê nhà chắc em đang mong đợi. Thoại chờ bây giờ anh đâu, thu dân vô lòng thành.